Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Diablo 2 Resurrected Later Season 5. Rồi và còn một vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ tiến qua Later Season 6 ha. Và cũng nên hoàn thành cho xong bản xin này rồi. Such corruption in this place. Oh lòng. Không chung. Đó là vấn đề của cái chiêu này. Nhiều khi nhìn vậy nhưng mà nó không trúng. Mana burn. Này nó cũng tự tìm mục tiêu hay lắm nha. Nhưng mà cái phải có vách tường thì nó mới tốt. Kiểu như vậy. Nói chung là cũng từ rất là lâu rồi thì Diablo 2 đã hoàn thành xong chặng đường của nó rồi. Lần này là chỉ là bận vô một lớp áo mới. Tặng người chơi người ta sẽ có được một cái tựa game có màu sắc tươi mới thôi. Còn nếu các bạn muốn có nội dung mới thì hơi căng. Cái đó thì có thể chắc chỉ có trải nghiệm những bản mod thôi. Nhưng mà mod thì cũng không có mod gì đặc biệt lắm. Mod của Resurrected. Ngay tới đây thì có thể các bạn sẽ nghĩ tới cái gì đó. Gì mà bữa giờ có nói mấy lần á. Quên tên luôn rồi. Remodded. Remodded. Mà theo mình thấy thì Remodded làm mọi thứ mất cân bằng quá. Nếu mà chơi như thông thường thì chúng ta cũng đã đủ mạnh rồi. Thank you.
chỉnh theo sách giáo khoa chưa hả? Câu trả lời là chưa. Rồi anh để lên đường luôn rồi. Tại level mình còn thấp quá cho nên chưa chuẩn theo sách giáo khoa được. Stay a while and listen. Muốn theo sách giáo khoa thì cũng được rồi đó, phải không? Được đâu, này phải đục được 3 lỗ. Gì mà binh lên cao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Trên 115. Này phải farm lên 70 sớm sớm một chút thì sẽ ok hơn. Lúc đó là lên đồ. Cũng theo sách giáo khoa thì theo hơn. Hello. Đúng rồi, đang chơi ninja. Try and cage me, demons. Này không qua tường được. Rồi, immune to physical luôn nè. Con này là do phương cứu chữa. Cái này có sát thương gì? Có sát thương độc. Thật luôn. Hello. Chưa bắt đầu season mới mà. World Trap. World Trap đâu có chơi Play Fury. Chỉ là quật binh với Trap thôi mà.
đâu có chơi Play Fury đâu ha. Gọi bắn. Hello. Ăn cả khúc luôn. Cắt giảm số lượng mana xuống. Dướng hoài luôn á. Bây giờ mấy cái giai đoạn leveling này chơi chỉ muốn lướt thôi. Physics đồ extra fast nữa chứ thầy. Ó kẹo. Cuối cùng cũng hạ gục được. Về xóa cái này đi. Được,
Nếu mà nói về leveling á thì sát thương mà tầm 500-700 mà đánh hạ gục nhanh như vậy á là cũng đã tốt hơn anh ba rồi. Anh ba mà sát thương 500-700 á là đánh không có ra sát thương luôn, ở heo là không có đánh được cái gì luôn á. Mà cái chiêu này nó bị khựng khựng nè, các bạn có thể thấy được là nó không nó vô bấm cái là gây sát thương liền, mà nó phải khựng lại một chút xíu, thì nó là cái điểm dở của cái chiêu này đó. Bắt đầu thử lửa khó chịu hơn rồi đó, để lên đường. Con này là ta chịu thua. Physical immune. Chịu thua. Nó có cách gì gây sát thương được vào lúc này. Nó phải có cái món đồ mà có thể cut amplify damage thì mới vượt qua được. Để mình đi kiểm tra coi. Kiểm tra lên đồ end game đi cho nó nhanh. Những nhân vật như thế này luôn luôn có một câu nói với các bạn là hãy chơi một nhân vật khác farm đồ rồi mới chơi, đừng có nhảy thẳng vô luôn, mệt lắm. Chim chóc đâu ra âm sầm. Này để đi lấy đồ vô. Lại được cái tay này rồi nè. Lấy in up hin hoặc là tay 220 cũng được. 220 sẽ tốt hơn. Đó là 2 martial art thì cũng không ảnh hưởng gì, thì thôi lấy cái tay bình thường thôi. 2 martial art thì cũng đâu có xài gì được bên đây đâu, nên ta xài trap mà. Sáu ba lâu quá. Cả khi búa ok. Trăm lẻ sáu và đăng gô. Có teleport luôn. Có nè.
Chưa tìm được cái đường nhưng mà vô trống khó chịu quá. Tôi đi gom đồ luôn. Đẩy nhân vật lên luôn. Khó chịu quá. Có thể đổi sang anh đệ Barbarian. Các em đi file. Để vô giả cho nó mạnh mẽ một chút ha. Good day. Speedrun sao? Speedrun là trong thời gian một ngày hay là trong thời gian một buổi gì đó hoàn thành hết đó hả? Cái đó là phải có thời gian ha. Âm ba lận. Tiếp đồ cái jam shell âm shell đâu đúng một cục shell Quét lô cha chăm xeo âm cha ít bơ cái gì nữa vậy thôi. Core Rider nè tay kia Raven rồi Top Star I lo bản đồ một cái Nature 24 Raven. Vậy là hết cấp ta rồi hả? Anh ba đâu? Cái sát thương của nó hồi nãy hơi yếu. Ở đó đánh thì cũng tạm thôi nhưng không tới nỗi là quá nhanh. Ara. Anh ba báo. Nature Tom Shield Battery chưa phải season mới Soul Lightning season mới còn xa lắm 3 ngày nữa ba Harmony thì là bên anh ba này cũng hết rồi áo bốn lỗ cấp linh thâu nè bây giờ là chưa có cái hai lo Mara cũng được hai lo đây đang xài hai lo cắt khuôn
Under nè. Trên 95. Kiểm cơ bên đây có gì? Grab Lighten lần per hit. Reaper Thorn level 75 lần để chưa xài được. Nightwing maximum cold. Thôi đó. Chừng 80. Hết hồn luôn. Này là đuốc lô thôi, không có gì. Vậy là trên tinh thần là cũng đã gần đủ thứ để ráp vô. Lỗ coi làm sao. Đã sử dụng rồi nè. Để đục lỗ đồ. Không luôn. Pocket này còn một cái nhiệm vụ đục lỗ heo. Nhưng mà chưa có đi thì làm sao xài. Ba xài luôn rồi. Good day. Con thì xài. Alright, alright. Ba Lightning Sentry. Flash một player này. Nói chung là Lightning Sentry ưu tiên thôi chứ không gì hết. Vậy là anh ba còn một nhiệm vụ đục lỗ nữa. Phát Red còn một nhưng mà hết xài rồi. Bên đây như xài hết rồi. Kiểm phép.
Rồi, vậy là bên này chắc là sạch rồi đó. Level 65 là làm được Enigma. Mình là mới 63 à. Đi leveling cái đi. Đổi là đổi một lượt luôn. Fortitude 59. Đóng cho ông để Fortitude luôn chứ làm sao để vậy được. Không đánh Fortitude là để yếu xìu. Assassin này là cũng còn full đục lỗ nè. Level thấp quá. Bây giờ phải coi leveling cái. Rồi đi luôn. Thiệt là khó khăn. Amplify damage cái để đi luôn. GTA. Yes. GTA có không? GTA hình như có đó. Để đi hết một run này leveling cái. Theo mình ha, Assassin không bao giờ nên cầm Infinity trên tay hết đó. Nó không có tác dụng nhiều bằng các bạn cầm một cặp cào đâu. Thiệt luôn á, ổng sống không nổi với cái khu này luôn, vừa mới ra cái lên đường tiếp rồi. Mấy người mà chế assassin cầm mấy cây á đó là chỉ ăn theo cái thời điểm mà Toxred cầm mấy cây đó thôi. Toxred cầm mấy cây đó để gọi là theo will luôn á thì sát thương của Toxred nó cao. Còn bên Infinity mà đưa cho assassin cầm á nó dở lắm. Các bạn xài một cặp Runewer nó còn mạnh hơn nữa. Ví dụ như chúng ta xài gì ta? Blaze, Blaze với lại Phoenix là sẽ có thể khắc phục được vấn đề về mana rồi đó.
Good day. Cho anh để cầm Infinity ha. Đừng bao giờ sell Will Infinity. Mấy cái mà dị dị đó là không phải ai cũng chơi được. Ý là không phải nhân vật nào cũng chơi được. Đứng sát tường kìa. Yeah. Rồi. Ê, muốn lẹp linh cũng khó quá đi. Để xém xỉu nữa rồi. Hello. Tùm lum tùm la luôn. Để chưa maximum kháng, thành ra dính là mệt mỏi luôn. Gì nữa ta? Nãy còn Go Rider hoặc là chân Try Rest cũng được. Để coi. Đơ cũng được. Và thiếu cái áo để mình làm Enigma. Bên đây không có Enigma. Không có cái hồ tô nữa chân ta. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi mua cái áo chứ phải đi mua cái Enigma đâu. Archon Play Superior đục lỗ nè. GTA
Hello. Không có thời gian để chơi mấy cái speedrun đó. Với lại có nhiều thứ chúng ta có thể tiếp tục trải nghiệm lắm. Vậy là anh ba còn lần nữa. Thì được. Ba còn lần nữa, ok. Lấy cái CTA vô. Teleport. Tốt nhất là nên bật phay chứ không nên bật phay nâng một à, cho nên khi cũng còn yếu. Nhưng mà tốt nhất là nên bật phay ha. Đây là ninja. Bấm lò. CTA thì chúng ta cứng hơn được chút, không có bị quá mỏng. Điều này bận cái gì hả? Điều này bận đồ y chang như là chiến binh vậy đó. Mấy dòng cận chiến xảy gì thì build này cũng xảy trang vậy.
Và nên nhớ cái này là trap nha, chứ không phải là martial art. Thành ra cái tay 220 á cũng như không à. Giờ mắc chiêu này xong thì có thể là mình sẽ mắc phây trước quá, để mình cứng cứng chút, hỏng quá, bị đánh rất là khó chịu. Thường không ai che mắt phây hết trơn á. Giờ chúng ta còn 2 cấp là maximum cái này. Rồi phần còn lại 20 cấp 86. Nếu mà lấy cái claw này, xài claw đó, thì nó sẽ maximum cái này. Còn không nâng á, thì sẽ không có. Phần còn lại sẽ thuộc về Descentry. Nhưng mà mình nghĩ là Descentry nổ bụp bụp vậy là đủ. 5 lần là cũng đủ rồi. Tại sát thương cấp Sentry nó không có liên quan đến cái lightning nó chậm, nên chúng ta không cần nâng. Nâng Fire Blast cho nó nổ nhiều lần hơn thì được. Phiêu này rất là cần thắt rating luôn á. Tại vì trời hụt á, là không có thể nào mà hai gục được ai hết á. Ai biết lý do vì sao lại xài Shadow Warrior chứ không xài Shadow Master. Thank you.
Tại Shadow Warrior để cho nó cách kiều phụ á. Thì Shadow Warrior sẽ cách kiều mà mình đang để trên đây nè. Hai chiêu mà mình đang để ở đây. Thì nhiều khi mình đang bận chọi phi tiêu, mình đâu có bấm cái kia được đâu, bấm cái Destiny Tree được đâu. Cái mình chỉ đổi qua cái là Shadow Warrior nó sẽ lâu lâu nó tự đặt Destiny Tree cho mình luôn. Nó cũng thông minh lắm. Nhưng mà bị cái là nó hơi yếu. Do không có nâng á, nó hơi yếu. Đó, thấy không? Mình để My Blast mình đâu bấm đâu. Tự bên này bấm nè, My Blast nè. Để chiêu này nè, Play Sentinel nè, lâu lâu nó sẽ cắt Play Sentinel luôn. Để cho đánh coi thử. Hả? Ôi, chém để nằm luôn. Thật tình lo biểu diễn. Lo biểu diễn. Mới quăng cái Play Sentinel với đặt thêm cái Death Sentry nè. Build này cần gì á? Build này tùy theo các bạn chơi kiểu gì thôi. Mình chơi cào ha, cho nên mình sẽ làm là nó cũng gần gần giống này, cái cào. Kiểm cái này một cái để sẽ cung cấp một cái lượng sát thương khác. Oh, Elson Don Low. Eo đâu. Eo. Don đâu? Don. Don. Này IO. Elson Don Low. Don đây. Áo này. À, Conplay trên 93. Elson Don Low. Cam xeo âm nè, Play Runewer, nhét cào. Enigma nữa là bay rồi. Đang suy nghĩ coi chọn cái áo gì. À, lúc thời điểm ban đầu á, dự định là xài Hellfort. Không phải Hellfort. Templar Play. Nhưng mà nhìn lại cái này cũng đẹp nè. Chỉ có điều cái này là hai cái cầu vai nó lên cao hơn ha. Cầu vai này nè, nó lên cao hơn. Nó có màu vàng kết hợp với màu đỏ luôn. À, đây, cào đây. Để lại báo tôi. Để chúng ta nên chơi My Aura luôn. Chắc leveling thì khoan. My Aura hơi nhiều á. Hot 3. Vô hot.
afternoon. Ba lỗ cái khóc luôn á. Ba lỗ khóc hận luôn á. Rồi đáp. Elson Donlo. Elson Donlo. Lô 2004. Rồi bao nhiêu đây? 342. Chúng ta sẽ có chỉ số life on rest 26. Minh cộng 1. Tới cục chuyện luôn. Life, life, life. Chia đi. Chia. Đây là 121 chia cho 81. 121 chia 81. 149. Wow, cao vậy. 1.5 là maximum. Nó lại ngược quá. Thiệt luôn á. Ngược lắm luôn. Cái này thì lại không có được minh, không có được max. Mà chơi đi ngược ha. Chẳng thà maximum rest đỡ hơn chút. Dữ ghê ha. Dữ ghê luôn. Đợi đâu? Put that to good use. That to good use đi ông ơi. Rồi bây giờ chúng ta có thể chắc bỏ inside ra luôn quá. Tài cây kia. Áo luôn kìa. Reroll được lần nữa dục. Armageddon Hood. Thôi, thôi, dục. Reroll nó mấy lần rồi. Cho nên nó cũng tới thời điểm tiễn nó lên đường rồi. Không có xài được nữa. Duriel Shell. Còn cái play run world nữa nè. Chơi phát luôn. Cleansing aura on skill. ED. ED quan trọng nha. Build này ED quan trọng. Jam shell âm. Jam shell âm. Runic talent. Cộng 2 on skill, ok. 300 ED. Mức này cũng là trên 300 là ok rồi nè. Rồi 16 cleansing aura. Được được. 17 là max, 16 ok. Deadly chai. Deadly chai theo cấp độ. Muốn tính thì deadly chai chia ra luôn. 24% chia cho 63 này phải. 64 0.3 0.3 là minh. Tuy nhiên cái cuối cùng lại minh. Hay quá. 0.3 là minh. Deadly chai gì mà hả, thấp quá chừng luôn. Còn phát nữa muốn chơi là gì biết không? Vách vách slow cha. Nè, vách vách lô cha liền. Chúng ta còn cái này. Đây là cái Monad Shield. Mình cũng chịu chơi lắm nha. Biết cái Monad Shield này nó làm sao không? Nó có ED. Khoan 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 khoan.
Nó có ED nha. 8% ED. Thấm lắm á. Thấm à. Bên đây Unshot Red có Monarch nè. Xeret cũng có Monarch. Được á, lấy này xài được hơn nè. Thấm á, tại không có thích sửa tốn tiền. Thao thô ót em. Thao đâu? Không có cái thao nào trần vậy? Thâu ót em nhiều lắm. Em được một cái. Ông để này không có áo. Not here. I'll put that to good use. Chưa. Mấy nhân vật này của mình không có nhân vật nào cầm cái Monarch 35 hết trơn hết á. Tại vì mình cũng không cần Monarch 35 nữa. Cho nên hả, chúng ta cũng không có làm Monarch 35 ha. Cái Outtest đâu? Em run. Ok. Rock Red này 132 Factor Cut Ray. Hèn gì đó quan tâm đến chuyện đó đâu. Quá dư rồi. Rồi, hai tàu
auto on im. Để đập một cái thử coi được nhiêu ha. Auto on im. Lên cao cao vui coi. Phần trăm em ô ô ô là la, hay quá, một phát được luôn. Dữ, một phát được luôn. 3 ngày nữa sẽ ra season 6 hả? Rồi, tín hiệu này ghê quá. Ba lâm luôn, một phát luôn, chỉ một lần duy nhất đập một phát lên luôn. Không nói nhiều. Hết hồn liền. Tín hiệu vũ trụ. Không biết tín hiệu gì nữa đây. Tín hiệu này bắt có trúng không nữa. Hay bắt tầm bậy nữa là đi luôn á. Rồi. Heo run rồi. Bách bách lô cha cái coi. The order welcomes you. Rồi, sạch sẽ nha. Không biết. Không biết phải này là hết chuỗi minh không. Nhưng mà nó giống như là nó phát cho một tín hiệu. Thật là thú vị quá đi. Yêu lâm. Bách bách lô cha. Tập phát nữa coi. Rồi thắng xong lên Phoenix. Phượng hoàng tái sinh ngay. Trong đống cho tàn. 400 400 ED. Level 15 Redemption. Defend luôn. Nói chung là vậy thôi. Rồi, back back slow cha. Cha. Rồi, mình rồi kìa, không, thấy số mình rồi đó, đào đớn, Fire Absorb 16, rồi cái này là cái mình luôn, trừ 28 không đổi, mình rồi, ơi, tại sao đổi cái môn, đổi cái Spirit, lấy cái này làm gì, hết chửi mình hả, đập phát mình liền nè. Redemption Aura level 10. Thật ra thì Redemption Aura nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. 10 tới 15. Nhưng mà cái chỉ số nó minh ha. Ừ.
ID tốt 393. ID nó là 400 á. Defense against missile cũng cao. Ơ không, cái đó là thuộc hàng min rồi. Nó là 350. 400 đâu, không thấy. Hay quá đi, không biết nói gì luôn. Nhân tố em, nhân tố em thật là căng thẳng, đeo bám thật là dai dẳng. Ủa quên, nãy như trong đó đang để cây kia luôn. Đúng là nhân tố em. Mấy cây này qua. Hello. Còn cái Monarch này nữa nè, mà Monarch này là Monarch Superior, chưa đục lỗ. Demon Head 15% ED. Assassin này chắc đổi Seiko quá. Shaco Nomad Shaco. Shaco cũng được. Hoặc là chơi Gillum Face, lấy nón đầu bò. Chưa xài được. Level 65, 64, gen 1 đóng. 70, gắn thoát vô là tự động đủ à. Này là được 20, 38. 38 gen, 156, chưa tính đến những món đồ khác. Under. Che mặt à. Chắc chắn là cái nào cũng che mặt hết rồi, không có cái nào lộ mặt assassin ra hết. Damage là gain demon được cộng thêm ha. Khi mà mình xài cái tay nè, 350% damage là gain demon. Mấy con này là demon, và đa số chúng ta gặp sẽ là demon với lại undead. Đa số sẽ là demon. Chỉ cần đổi cái tay là thấy sát thương nó có thay đổi lớn. Thank you.
Mana burn. Zombie đánh đau cực kỳ luôn á. Tristram, the first to fall to Diablo's wrath. Lăn điện không để chịu khó không nổi. Amplify nữa thiệt. Amplify damage lên đau cực kỳ luôn. Bỏ được rồi đó. Bánh nữa không có ích lợi cho mình. Trăm mười lăm level 67. Sáu bảy mới chịu. Rồi 74 75. Sáu bốn vô phương cứu chữa. Cũng bận pho thi thiêu rồi đó nha, hơn mình nhiều lắm rồi đó. Mấy tầng treo này chúng ta đi Enigma cho nhanh. Cũng là cũng ổn ổn ha. Dọn lại nó cũng ổn ổn chú. Để bay vèo vèo. Còn được thì kiếm. Này là hai trap nè. Ở cái này vô. Cái này nó sẽ mạnh hơn cái lo một điểm. Nhưng mà nó là một điểm trap chứ không phải là on skill. On skill. Có light on lần per hit. Mana on lần per hit. Ê,
Tới khi đổi được hết mới thấy khỏe khỏe một chút. Không thì vẫn rất là mệt mỏi. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì Assassin chúng ta sẽ cần phải leveling lên ha. Leveling càng nhanh càng tốt để gắn Enigma vô mà bay nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.